Hiện nay trên địa bàn huyện Văn Giang, tình trạng thiếu giáo viên đang xảy ra ở cả 3 bậc học. Tình trạng này ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động dạy và học của nhiều nhà trường. Lớp mẫu giáo 4 tuổi của trường mầm non Tô Quyền, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang hiện có 35 cháu. Đây là lớp học 2 buổi trên ngày. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, lớp mẫu giáo như thế này có số trẻ tối đa 30 cháu một lớp. Định mức giáo viên là trên 2 cô một lớp. Tuy vậy, ở lớp học này, số học sinh tăng hơn so với quy định 5 cháu, trong khi giáo viên chỉ có một cô đứng lớp. Công việc chăm sóc và dạy dỗ các con thì rất là vất vả. Bọn em không chỉ dạy các con, bọn em còn phải chăm sóc các con từ ăn uống và đi vệ sinh cho ăn cho ngủ. Nên là một cô thì nhiều lúc là rất là bí cho bọn em, là có việc riêng ấy thì bọn em không thể nào xin nghỉ được. Chúng tôi cũng bằng cách là phải những cái lớp bé của nhà trẻ 3 tuổi thì không thể để một cô được, cho nên nhà trường chúng tôi cũng đã phải sắp xếp dồn cháu lại 2 cô trên một nhóm lớp. Đấy, thì mặc dù như vậy theo quy định thì nhà trẻ là 2 cô trên một nhóm lớp 15 cháu, nhưng hiện nay đều 30-32 cháu nhà trẻ. Còn mẫu giáo thì 30-35 cháu nhưng cũng chỉ có một cô. Toàn huyện Văn Giang hiện có 11 trường mầm non công lập với tổng số 264 nhóm lớp. Tổng số giáo viên được giao 458 người, còn thiếu 83 giáo viên. Ở bậc tiểu học được giao 421 giáo viên, còn thiếu 58 giáo viên. Ở bậc trung học cơ sở, tổng số được giao 348 giáo viên, còn thiếu 39 giáo viên. Ba cấp học toàn huyện còn thiếu trên 180 giáo viên. Nhà trường cũng gặp rất nhiều khó khăn bởi vì thiếu giáo viên không chỉ ở những cái môn cụ thể mà còn cục bộ ở các môn. Có những đồng chí giáo viên thì vì áp lực nghề nghiệp dẫn đến là cũng đã xin thôi việc ngay từ đầu năm học, và có một số môn học thì không có giáo viên là được đào tạo đúng chuyên môn để giảng dạy, như là môn mỹ thuật và môn giáo dục công dân. Và ở rất nhiều môn thì thiếu giáo viên cục bộ như môn toán, môn lý, môn tiếng Anh, môn địa. Tình trạng này cũng xảy ra ở một số trường khác trên địa bàn huyện Văn Giang. Công việc của giáo viên hiện nay là khá vất vả, áp lực, nhưng chế độ lương phụ cấp lại thấp, nhất là với giáo viên mầm non, nên nhiều người bỏ việc xin nghỉ hưu trước tuổi. Tỉnh là có giao chỉ tiêu biên chế, tuy nhiên thì cũng rất là khó khăn, là nguồn thì không có. Không có sinh viên cả là ra trường, hoặc là có thể là có sinh viên ra trường, thế nhưng mà các cháu lại chọn ngành nghề khác, hoặc là tham gia dạy ở các cơ sở mầm non tư thục, bởi vì là các trường tư thục thì thu nhập sẽ cao hơn. Thực tế hiện nay, học sinh cấp bậc học ở Văn Giang đều tăng hàng năm, nhưng giáo viên không được tăng theo số lượng học sinh. Vì vậy, cùng với những giải pháp tình thế trước mắt, rất cần một giải pháp lâu dài, phương án cụ thể tuyển dụng, bổ sung đội ngũ giáo viên để từng bước ổn định chỉ tiêu biên chế và định mức nâng cao chất lượng giáo dục một cách bền vững.